Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV. Vâng, trước mắt các bạn, đó là một cây, tức là những cây New Zealand, dâu tây. Và đây là những quả chín mọng, thì chút nữa mình sẽ hái. Nhưng trước mắt thì mình sẽ quay và trả lời cho các bạn. Hôm nay có một bạn hỏi là cây dâu như thế này, thì tức là nó sưng như thế này các bạn này. Khi mà các bạn thấy dấu hiệu của những cây dâu mà nó sưng sưng, hôm trước mình quay cho các bạn thì các bạn đã vào hỏi là cái dâu mà nó sưng thế này thì khoảng bao nhiêu thì nó đùn ra hoa. Thì các bạn khi mà thấy cái dâu nó sưng sưng mà nó có lùm lùm ở đây nha các bạn nhá, thì là khoảng 10 ngày hoặc đến 2 tuần. Thì dù cái độ chăm sóc của các bạn nó có tốt hay không thì cái khả năng mà nó trổ hoa, thì hôm nay thì nó đã ra hoa thế này các bạn nhá. Thì các bạn thấy một cái dấu hiệu đó là nó ra những cái lá chức năng, là lá một các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Và hoa đây các bạn nhá. Đó thì nếu như các bạn nào lần đầu tiên mà trồng dâu thì các bạn sẽ thấy được, và các bạn chờ ngày ra hoa thì các bạn sẽ thấy cái dấu hiệu. Và đây là những cái lá chức năng các bạn nhá. Đây là mình gọi là những cái lá chức năng. Tức bình thường nó sẽ ra 3 lá, và đây là cái lá chức năng. Thì thường là cái những cái dâu ra bói thì các bạn khi mà thấy những cái lá như thế này thì dâu nó bắt đầu là trổ hoa. Thì quay cận cảnh cho các bạn thấy là hoa đây nhá các bạn nhá. Thì nó khoảng 10 ngày đến 15 ngày thì nó sẽ đùn cái hoa ra, khả năng cái dinh dưỡng của các bạn tốt cỡ nào nữa thì nó sẽ nhanh hay chậm các bạn nhá. Đấy thì đó là những cây New Zealand các bạn. Và còn đây là những cây Nhật lùn. Nhật lùn thì nó mình dùng cái từ là khá là mắn, tức là nó rất là dễ ra hoa kết trái các bạn nhá. Thì mình khi mà mình trồng là mình chỉ trồng một cây thôi các bạn, vào một chậu thôi, và mình không tham nhiều các bạn. Thậm chí ví dụ như nó quá nhiều thì nó lại không có trái, nhưng mà mình trồng cây một thì nó ra trái rất là ok. Nhật lùn nó rất là dễ thương các bạn, quả nó tròn tròn chứ nó không dài như New Zealand các bạn nhá. New Zealand thì quả nó dài này các bạn thấy chưa, nó rất là dễ thương luôn. Và hoa của nó thì đây, Nhật lùn thì cây nó rất là thấp rồi các bạn, nhỏ chút xíu thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy nó ra hoa. Và trước mắt các bạn thì bạn có thể thấy được là những anh kiến đấy. Các bạn thấy những anh kiến nó đang lui hui trong cái hoa chưa? Các bạn thấy chưa? Đây các bạn nhá, đấy. Nó lui hui là có nghĩa là nó thụ phấn cho chúng ta đấy. Thì trong cái việc mà trồng dâu thì cũng rất là cần những cái con kiến trong cái trường hợp mà nó thụ phấn các bạn. Nhưng mà khi mà ra quả thế này các bạn nhá, thì có xu hướng là các bạn phải cho quả nó thò ra ngoài này các bạn thấy chưa? Dâu nó luôn luôn là nó hướng ra ngoài, và như thế thì dâu, quả dâu nó mới sạch này, và nó mới không bị kiến nó ăn. Bởi vì nếu mà nằm sát đất thì những con kiến này nó có thể chui lên nó ăn, cho nó phá dâu của chúng ta. Thì đấy là cũng một trong những cái mẹo nhỏ nhỏ thôi, để trong quá trình mà trồng dâu thì các bạn biết được, để các bạn chăm sóc, để các bạn điều chỉnh. Bởi vì chúng ta, những người mà hay xem của kênh Hân TV thì chủ yếu là trồng cho vui đó các bạn, trồng cảnh này, trồng một chút kiểu như là để cho thư giãn, trồng những cái chậu nhỏ nhỏ ở ban công hoặc là làm cảnh, rồi vừa cảnh vừa chơi đó các bạn, chứ không phải là những người trồng bồ, trồng kiểu như là đại trà, trồng nông trại đâu. Bởi vì những người bồ thì họ sẽ không xem những cái kênh nhỏ nhỏ, những cái chia sẻ như thế này đâu các bạn nhá. Đấy thì mình vừa chia sẻ vừa hái những quả dâu các bạn, thì cho các bạn xem luôn về những cái quả dâu mà New Zealand đây các bạn nhá. Là mình hái đây. Ồ, trời bắt đầu mưa các bạn, nhưng không sao, thì mình có nhà màng các bạn. Đấy các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng lộp độp ở trên, bởi đang trời đang bắt đầu mưa các bạn. À, đấy, cái cảm giác mà đứng ở những chậu dâu tây mà nó có quả chín là rất thơm các bạn nhé. Nó rất là thơm, ở ngoài chậu, ở ngoài vườn nó tỏa rất là thơm. Đây các bạn có thể thấy được là cái dâu mà mình trồng hữu cơ á, là quả nó rất là căng. Các bạn có thể thấy được là nó căng mà nó nứt luôn, nhưng mà không sao đâu các bạn nhé. Rất là ok luôn. Đấy, đây, mình, đây các bạn nhé, đấy, nó nứt. Mình đặc biệt mình trồng thì nó khá là để có một dính một chút đất, nhưng mà không sao các bạn. Thì khi người ta trồng dâu mà
trồng vườn đó các bạn, thì tại sao người ta phải trồng ở trên cái kiểu như cái giá cao cao để dâu nó xóa xuống. Và đặc biệt thì các bạn thấy mình xem cái video mà ở trên mạng rất nhiều view á, là người ta đi hái dâu các bạn, là người ta ăn luôn, bởi vì dâu là hái là có thể ăn luôn bởi vì nó sạch, chỉ bằng cách là phải trồng để trên cao các bạn thì nó mới sạch được. À, còn nếu như mà chúng ta không có làm cái giá cho lên cao mà dâu mà nó xuống đất á, là nó dễ bị bẩn đấy các bạn. Đây, lúc nào dâu nó cũng có xu hướng là nó hướng ra các bạn nhá. Đấy, cho nên là những cái chậu dâu á, cái phô hoa các bạn này, là các bạn thấy không, luôn luôn mình để luôn cái phía hoa rồi nó ra ngoài các bạn nhá. Đấy, thì chỉ là cái mẹo nhỏ nhỏ thôi, những cái mẹo rất là nhỏ và những cái quan sát rất là nhỏ cho quá trình trồng dâu, để các bạn có thể là mới để các bạn biết được và chúng ta chăm sóc dâu để cho nó hiệu quả, mặc dù là rất ít thôi, rất ít nhưng mà nó có quả thì cũng rất là ok đúng không các bạn ha. Đấy, hãy các bạn thấy một lần mình hái cũng xin được chừng này đấy các bạn đó. Và đặc biệt thì rất là mỏng, dâu của mình trồng rất là cứng các bạn nhá, tức là có nghĩa là rất là đặc ruột, nó mình không dùng kích, dùng thuốc kích gì hết thì nó rất là đặc các bạn nhá, nó rất đặc. Và nếu như mà chúng ta hái sớm, ví dụ như quả này thì thật ra thì nó hơi sớm các bạn nhá, nó còn đang là trắng trắng cái này. Còn nếu như các bạn mà để nó chín mỏng thêm như này một chút đó, thì nó sẽ là nó ngọt hơn. Nhưng mà các bạn lưu ý là với những quả dâu chín thì nếu mà nó gặp nước mưa là nó sẽ bị hỏng, cho nên là cố gắng là cho các bạn chúng ta che được. Thì mình hay nói các bạn là phải dùng cái màng, cái nhà màng bên trên, tức là mình sẽ che được mưa đó các bạn. Đó là nó không bị, khi mà nó có, hiện tại các bạn đang thấy đang trời mưa đúng không, đang lộp độp, thì mình để ở trong cái nhà có che cái ni lông các bạn nhá. Đấy, thì nó không bị mưa. Và quả thì khi nó chín thì nó, ví dụ như quả như thế này các bạn này, nó bị như thế này mà nó một chút hạt mưa là nó hỏng ngay, nhưng mà chúng ta che được là nó không có sao các bạn. Thì chúng ta để lâu thêm một chút cho nó chín hơn một chút là ok các bạn nhá. Đấy, thì cái video này thì mình muốn tức là vừa hái dâu nhưng mình chia sẻ thêm cho các bạn vài những cái mà cái mẹo nhỏ nhỏ thôi trong quá trình mà trồng dâu, để chúng ta có thể để biết được đó là những cái cây dâu mà như thế nào là cái biểu hiện là nó chuẩn bị ra hoa. Thì như các bạn thấy đó, và những cây dâu nào thì nó dễ ra hoa, và đặc biệt là những cây dâu nào mà nó có thể cho khi mà cây dâu ra hoa thì chúng ta phải để như thế nào để cho nó kiểu như là nó phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho nó phát triển. Ồ, cái chỗ này rất là đẹp đó các bạn. Đấy, mình hái được một chút thế này đó. Đấy, thì hôm nay là được chừng này đấy các bạn. Nói chung là rất là vui, những cái cảm giác mà hái dâu thì rất là sướng. Và một chút không gian nhỏ có dâu thì rất là đẹp. Rất tiếc là hôm nay thì nói chuyện với các bạn thì nó đang có mưa chút, nhưng mà không sao, thì nó cũng gần hết video rồi các bạn. Thì nếu như mà các bạn lần đầu tiên xem kênh thì đừng quên bấm nút đăng ký. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ tiếp tục hỏi nhá, thì mình sẽ tiếp tục trả lời các bạn. Và các bạn lần đầu tiên xem kênh thì đừng quên đăng ký kênh các bạn nhá. Vâng, thì mình sẽ tiếp tục video sau mình tiếp tục chia sẻ với các bạn. Bởi vì bây giờ thì trời nó cũng đang mưa. Đó, thì cái video này chủ yếu là mình có vài những cái mẹo nhỏ nhỏ, vài cái mẹo nhỏ nhỏ để cùng các bạn trong quá trình mà hái dâu, là cái cảm giác mà gọi là phê nhất ở trong cái việc mà trồng dâu. Khi mà chúng ta có kết quả thì chúng ta được hái, và tiện thể để mình chia sẻ với các bạn luôn. Và chắc chắn thì trong những video này thì có rất nhiều các bạn sẽ hỏi, và cứ như vậy thì mình sẽ lại tiếp tục lại chia sẻ với các bạn ở những cái video tiếp theo. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.